con của dân. Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm công tác dân vận của Đảng, mỗi đảng viên cần thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Chúng ta không hiểu lòng dân, ta yêu dân là ta yêu Tổ quốc.